Sáng nay, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã chủ trì hội nghị kiểm tra đôn đốc tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 với các bộ ngành cơ quan trung ương tại tổ công tác số 2. Đáng chú ý, tốc độ giải ngân của các bộ phân hóa rất mạnh. Trong số 17 bộ ngành cơ quan trung ương tại tổ công tác số 2, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là một trong những đơn vị có tỷ lệ giải ngân thấp nhất, mới đạt 0,12%. Nguyên nhân là do việc giao vốn, đặc biệt vốn ODA rất chậm, mới chỉ giao 12%. Đến hết tháng 4 là 12,02%, tức là được 233 tỷ trên 1.933 tỷ. Giao là đã thấp rồi, chúng tôi còn 1.695 tỷ phải giao nữa. Thì như vậy là sẽ tập trung trong đến hết tháng 6. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng gặp tình trạng tương tự. Việc chưa hoàn thiện thủ tục đầu tư của chương trình phục hồi và phát triển kinh tế khiến việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn được giao chậm. Hiện tỷ lệ giải ngân của bộ này mới chỉ đạt hơn 1%. Hầu hết các dự án của bộ thì được năm đều là mới triển khai với đấu thầu. Các cái quy trình thủ tục nên là cũng chưa giải ngân được. Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẳng định đối với khâu yếu nhất hiện nay là chậm hoàn thiện thủ tục đầu tư. Các bộ cơ quan cần chủ động đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện thủ tục đầu tư. Các cơ quan thụ lý lấy ý kiến thì cần khẩn trương xem xét trả lời đúng hạn. Về mặt nguyên tắc ấy, thì Bộ Tài chính họ đề nghị lúc còn lên xây dựng kế hoạch năm 23 thì họ đề nghị Bộ Tư là phải thông báo cho các cái đơn vị thụ hưởng để làm thủ tục để ghi vốn vào dự án đấy về được phản ánh vào trong dự toán của ngân sách nhà nước hàng năm theo quy định của hiến pháp là phải tất cả khoản chi ngân sách phải được dự toán. Cho nên là cái này thì nó một cái khoản nó sẽ dẫn đến câu chuyện là những dự án đã hoàn thành rồi nhưng mà bây giờ không ghi tiền được. Thẩm định dự án. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu cần xem xét trách nhiệm cụ thể của cá nhân, người đứng đầu, từ đó đưa ra các giải pháp tháo gỡ cụ thể, đặc biệt là cần rút kinh nghiệm ở việc phân bổ nguồn vốn ở chương trình phục hồi kinh tế rất chậm. Tôi đề nghị là Bộ Kế hoạch Đầu tư là cùng với các bộ ngành, các cơ quan đây rà soát lại một lần chính xác để khi trình Quốc hội ra là không phải trình lại nữa. Thế bây giờ cái thay nữa là khâu chuẩn bị dự án nơi nào mà chuẩn bị tốt rồi thì làm, mà không chuẩn bị tốt không đưa. Phải đưa cái này không kịp, còn một năm, năm tháng nữa là hết cái chương trình phục hồi, đặc biệt là chương trình phục hồi. Thì cái này là còn thế thôi. Nên là Bộ Y tế, bộ các bộ ngành ấy, và các cơ quan đại quốc gia, Hà Nội v.v. Y tế, quốc gia, lao động thì không chỉ phải về tự rà soát lại đi xem là đã đủ điều kiện để khi phân bổ vốn là thực hiện được chưa. Báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho thấy, tổng số vốn của 17 bộ, cơ quan trung ương được giao là hơn 111.000 tỷ đồng, hiện đã giải ngân khoảng 21%, tức là cao gấp đôi tỷ lệ giải ngân trung bình 10%. Tuy nhiên, đáng chú ý, tỷ lệ giải ngân giữa các bộ phân hóa rất mạnh. Trong khi Bộ Giao thông Vận tải giải ngân 24%, thì Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch chỉ giải ngân 0,12%.